Xin chào quý vị và các bạn, chúc buổi tối tốt lành. Mời quý vị theo dõi tin tức mạng Pi tối hôm nay. Chúng ta cần hiểu về Pi nhiều hơn, bởi cuộc sống trong tương lai, Pi là một loại tiền tệ quen thuộc trong đời sống của chúng ta hàng ngày. Khi bạn nhìn nhận Pi là một sản phẩm hàng hóa, tức nó phải được đưa lên sàn trao đổi mua bán. Giá của sản phẩm phải dựa vào cung cầu. Nếu đặt giá trị sản phẩm cao mà nhu cầu mua ít, người bán nhiều, nguồn cung lớn, thì giá trị sẽ giảm mạnh. Do đó thường sẽ là sự khởi đầu của giá trị thấp, rất thấp để cân đối. Đây là ý kiến của một số Pioneer. Nếu như lít sàn ở giá trị cao ngay từ khởi đầu mà thỏa mãn được phần lớn giá trị kỳ vọng, giá bấy lâu nay của Pioneer thì phần lớn sẽ coi pi là hàng hóa và tranh thủ xả bán để được thỏa mãn. Sẽ dẫn đến một nguồn cung pi thừa bứa ào ạt dồn dập không kịp thanh khoản mà người ta gọi là sập sàn, như kiểu ngân hàng mà có tin xấu, dân kéo đến ồ ạt rút tiền thì chết. Mọi đồng coi đi theo lối mòn kể trên hơn nữa, việc đứt sàn của một đồng coi còn là để gọi vốn. Các nhà đầu tư độc lập không có sự đồng thuận ràng buộc gắn kết cho dự án sản phẩm của mình. Nhà đầu tư bỏ tiền gom coi trên sàn, muốn bỏ ít tiền nhất nhưng lại muốn gom được số coi nhiều so với tổng cung nhất còn những nhà đầu tư trước khi lít sàn thì có sẵn một lượng coi lớn, họ cũng xả coi để thu hồi vốn, để được giảm bớt rủi ro hoặc để rời dự án. Khi nhìn nhận Pi là tiền, bạn sẽ không còn quan tâm đến tổng cung bởi vì tiền mỗi năm đều được in thêm ra nhiều vô kể, còn cả triệu triệu tỷ trên thị trường. Vậy nhưng ai cũng muốn có, muốn càng nhiều càng tốt và đương nhiên ai cũng muốn có tiền để tiêu dùng mua sắm, hàng hóa và tích trữ số người bán tiền để đổi lấy đồng tiền khác sẽ là rất ít so với số đông sử dụng vậy pi được nhìn nhận là tiền giảm đi những người bán tiền pi nó phải đảm bảo yếu tố trước nhất về niềm tin sau nữa là tiện ích lợi ích sử dụng được nó bạn sẽ thắc mắc rằng tất cả những đồng coi khác cũng đều muốn như thế cũng đều gọi coi của mình là tiền số gọi là tiền đấy nhưng khi lít sàn cũng nhanh chóng bị người dùng, người sở hữu coi là hàng hóa và sẽ xả bán mà thôi. Vậy đồng tiền Pi có gì để nói là khác biệt? Chúng ta sẽ bàn về hai vấn đề vừa nói để Pioneer nhìn nhận Pi là tiền. Đó chính là sự khác biệt. Thứ nhất về niềm tin. Để có được niềm tin Pi là tiền, nhiều người tiên phong trong đó có tôi luôn sẵn sàng coi Pi như một công việc nó không còn là trò chơi vào app kích tỷ xét mỗi ngày mà là sẵn sàng tham gia viết bài bình luận bóc tách mổ xẻ các vấn đề chia sẻ thông tin làm sao để truyền tải đa dạng nhất về mọi nội dung mọi vấn đề liên quan đến pi giá pi có xấu có tốt có bài viết dở bình luận tồi nhưng chung quy tất cả pioneer đều hiểu thứ mình nắm giữ niềm tin nó được định hình từ trong tư tưởng Thực tế hơn nữa là những người bỏ tiền bỏ hàng để gom pi, họ chấp nhận đánh đổi giá trị thật để tạo niềm tin cho một thứ giá trị chưa có trong hiện tại. Niềm tin được hình thành từ đội ngũ Picotim, từ cái danh của tiến sĩ Nicolas, từ những đồn đoán có liên quan đến ông A, ông B nào đó tham gia, nhưng có hay không, chứng thực hay không cũng tùy điều kiện. Niềm tin được hình thành từ sự ngáo giá sự phô mô khi một người nói dối về một sự việc thì đó là điều nói dối khi triệu người nói dối về sự việc đó thì nó không còn là điều nói dối và nó sẽ trở thành sự thật niềm tin được hình thành từ việc kec cẩn trọng một sự khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ các đồng coi nào khác nó giúp cho các chính phủ thấy được sự rõ ràng minh bạch làm tiền đề cho sự thừa nhận nó một cách hợp pháp nếu có một sự thừa nhận này thì niềm tin Pi là tiền sẽ là niềm tin của sự tuyệt đối. Niềm tin được hình thành sau khi Pi được lít sàn. Có những ông lớn nào, những tỷ phú nào được lộ ra, có những nước nào ủng hộ thừa nhận, có những tài khoản vàng bạc hàng hóa gì để làm bàn vị thanh khoản thừa nhận Pi là tiền, vân vân. Niềm tin hình thành từ những chuyển biến tích cực của công nghệ, của sự thay đổi phương thức nắm giữ tài sản, sự chuyển đổi vị thế kinh tế tiềm lực địa chính trị thế giới, vân vân. Niềm tin được hình thành từ nhiều yếu tố được hình thành khi chúng ta tìm hiểu về dự án Pi. Thứ hai, về lợi ích, tiện ích khi sử dụng được nó thì cũng lại có thể khẳng định đến lúc này chưa có một đồng coi nào làm được như Pi. Cộng đồng đông đảo nhất thế giới, hệ sinh thái đa dạng nhất và vẫn tiếp tục xây dựng, tìm kiếm xây dựng thật nhiều ứng dụng sử dụng Pi trong đời sống chỉ nói riêng, hệ sinh thái Pi mô đã hoạt động trơn tru trong thời gian vừa qua, cũng cho thấy đáp ứng tốt cho đời sống con người. Chứ chưa nói đến trọng tâm của sự chuyển mình từ công nghệ Web 2 lên Web 3. Cả hai vấn đề niềm tin và tiện ích đều được nhóm Pico Team phát triển một cách thận trọng, chậm nhưng mà chắc. Cơ chế khóa Pi giúp cho những người tiên phong không rũ bỏ được hoàn toàn số Pi của họ. Họ chỉ chuyển giao pi trước mắt về niềm tin ít sang cho người có niềm tin nhiều, nắm giữ thông qua hàng hóa và chợ đen trong thời gian vừa qua. Đó cũng là một biện pháp giảm xả và tăng niềm tin của pi là tiền. Việc không bán coi gọi vốn trên sàn giúp những nhà phát triển pi chủ động về giá trị của pi. Các nhà đầu tư trước khi lít pi có mối liên hệ mật thiết với nhau, họ không phải là độc lập mà bị ràng buộc về thỏa thuận đáp ứng vốn hóa của pi họ được nhận số coi pi, được bán xả khi nào, bị khóa pi thời gian nào, và họ cũng không thể rút bỏ pi như các đồng coi khác. Nghĩa là có sự thống nhất, đồng thuận của họ, đây cũng là điểm khác biệt hoàn toàn của dự án pi. Vậy khi có sự khác biệt, chúng ta hiểu rằng pi không nhất định phải đi theo lối mòn, phải lên sàn với giá trị khởi đầu thấp rồi tăng từ từ, hoặc lít sàn giá trị khởi đầu cao rồi Pioneer thi nhau xả lũ để nay 100 đô mai rớt nhào xuống vài đô, và sẽ không còn là đồng tiền theo đúng nghĩa nữa. Những nhà phát triển lúc này nếu không thể phát triển giá trị cho Pi, họ hoàn toàn có thể trao bán lại toàn bộ công nghệ Pi cho tất cả các tỷ phú, các tổ chức, các nhà đầu tư tài chính, thậm chí bán lại toàn bộ cho các tổ chức chính phủ nào đó, và trong bất cứ trường hợp nào, Pioneer nắm giữ số Pi đang có đều là mỏ vàng quý giá với người nghèo thì một vài tỷ đã là điều mơ ước. Còn tài sản của người giàu thì nhiều vô kể. Họ giữ những ngôi nhà hàng trăm tỷ, vàng của họ chất như núi. Thứ người giàu quan tâm chính là những tiện ích phục vụ cho họ. Chỉ cần đáp ứng được hai yếu tố về niềm tin, tính ứng dụng thực tiễn, Pi sẽ là tiền tệ chung của thế giới, ít nhất là của giới nhà giàu, kể cả khi luật pháp các nước có chịu thừa nhận nó hay không. Vì vậy, Hãy trân trọng những supi của bạn. Chúc may mắn, xin chào và hẹn gặp lại.